Hello anh em, như vậy trở lại Việt Nam rồi anh em ơi. Và hôm nay sẽ làm clip tiếp theo, buổi đầu tiên của tuyển Việt Nam tại Việt Nam anh em nhá. Ok, và chúng ta còn vài ngày nữa thôi để lên đường sang AFF Cup trận đầu với Lào ngày 8/1 anh em nhá. Và cùng xem hôm nay tập luyện có gì hay không anh em nhá. Ok. Phía bên này có vài nữ đang tập luyện anh em nhá. Các bạn nữ này thì chắc là khoảng tầm U17 18 gì đấy các bạn. Còn chỗ này chắc là U14 15. Đấy. Các bạn ấy đã rất dễ thương đúng không anh em? Rất dễ thương. Các bạn ấy đã phải rời xa gia đình đến đây tập luyện đấy các bạn ạ. Và bây giờ chúng ta cùng vào sân nhé. Bắt đầu tập anh em ơi. Và bây giờ chúng ta thấy các thằng trai chúng ta đang chạy nhé. Chúng ta sẽ phải khởi động và chạy 3 vòng quanh sân trước khi tập luyện các bạn nhé. Nhóm này thì cho thấy là chỉ còn Tiến Dũng, Tuấn Mạnh và Văn Lâm thôi. Thủ môn Văn Cường đã rời đi rồi. Khá là buồn cho Văn Cường, cũng rất là tiếc cho Văn Cường, nhưng mà chúng ta chỉ có thể lựa chọn như vậy thôi. Tại vì xuất sắc của Tiến Dũng, Tuấn Mạnh và Văn Lâm thì Văn Cường cũng chưa thể so bì với ba chàng trai này được về kinh nghiệm thi đấu quốc tế nữa. Người báo đen chúng ta thấy chính là huấn luyện viên thủ môn chúng ta nhé. Chú tên là Cảnh và chú có lực sút rất mạnh luôn. Một trong những huấn luyện viên thủ môn tốt nhất Việt Nam hiện tại với lực sút vô cùng mạnh. Chú đang đi một đôi Mercury Vampo màu da cam rất đẹp luôn. Bây giờ là vòng cuối anh em nhé. Sự thiếu vắng của những cái tên như là Đinh Viết Tú này, Minh Vương, Quốc Chí hay là Văn Thành khiến cho chúng ta cũng khá là tiếc nuối anh em ạ. Đã mất đi 5 cái tên rồi và chỉ còn 25 người thôi. Đây là ai nhỉ anh em nhỉ? Một người hùng của U23 Việt Nam. Đố anh em nhận ra đấy. Đố ai có thể biết tên được ông ý ấy, comment đi nào. Hãy comment đi xem tên ông ấy là gì nào. Đố anh em biết đấy. Một người hùng giúp U23 Việt Nam chiến thắng. Phía bên này thì Tiến Dũng và các cầu thủ bắt đầu khởi động nhé. Và Tiến Dũng này đi một đôi giày rất đẹp màu hồng. Đó chính là đôi Predator 18.1 phiên bản mới nhất màu hồng của chúng ta. Và hôm nay Tiến Dũng ngoài giày hồng còn găng tay hồng luôn. Rất là dễ thương và rất là so cute. Ngoài ra đội tuyển Việt Nam hôm nay có một quả bóng mới anh em nhé. Đây sẽ là trận bóng chính thức của đá AFF Cup sắp tới, nên là chúng ta vừa được chuyển một loạt bóng đến cho chúng ta tập luyện các bạn ạ. Anh em thấy không? Trận bóng mới rất đẹp. Và Tiến Dũng đang lăn người trên bóng ấy. Cảm giác cơ thể Tiến Dũng rất là dễ dẻo dai, rất là mềm mại, uyển chuyển với trái bóng này. Bên cạnh thì là Văn Lâm và Tuấn Mạnh cũng đang uốn rất dẻo. Văn Lâm phải nói là xoạc rất là dẻo luôn anh em không? Xoạc các tư thế luôn, rất dẻo, xoạc trái, xoạc phải, xoạc ngang, xoạc dọc luôn. Xoạc kiểu gì cũng chơi được luôn. Phía bên này thì sẽ là bài tập đầu tiên của các thủ chúng ta. Sẽ là những bài tập chạy nâng cao, chạy bước nhỏ các bạn nhé. Chạy bước nhỏ. Đấy. Nhóm này thì có Tiến Linh này, Đình Trọng, Quang Hải và Hà Đức Trinh các bạn nhé. Đó, đấy không? Bây giờ là bước cao, bây giờ chạy bước cao này. Nhóm bên này thì có 4 cái tên các bạn nhé. Số 18 chính là Duy Mạnh, số 6 là Xuân Trường, số 29 là Lợi và số 3 là Thanh Hào các bạn nhé. Rồi còn nhóm bên này thì vẫn vậy, vẫn là 4 chàng trai vừa xong. Đấy, cùng xem tiếp. Tiếp theo là những bài tập của thủ môn. Ba thủ môn chúng ta đang có những bài tập như là nhảy lên và dẫn chân trụ xuống thăng bằng. Đây là bài tập mà cho các bạn thăng bằng tốt nha các bạn nhé. Đấy, khi mà nhảy xuống thì đáp trụ bằng một chân, chân còn lại phải rơi trên không. Đây là bài tập này giúp các thủ môn bắt bóng tốt hơn. Khi mà chúng ta có thể bay người trên không, bắt bóng này xong rồi trụ lại thật vững. Đấy. Các bạn thủ môn ở nhà thì tập luyện theo nhé các bạn nhé. Hãy xem clip và tập luyện theo. Và bây giờ làm hình rất đẹp. Vâng, giám đốc kỹ thuật của chúng ta, trợ lý ngày xưa của thầy Park là ông Nghe Đê đang có cùng với cả thầy Park trao đổi một số thông tin rất là tuyệt vời. Và chúng ta còn nhớ đấy, ông ấy chính là cái người nằm vùng của chúng ta ở trong những trận đấu với cả Qatar và Iraq đấy. Trong đội U23 Việt Nam thì ông ấy đã đi thăm dò các đối thủ để cho thầy Park có những chiến dịch tốt nhất để có thể thi đấu với các đối thủ trong những trận đấu đó. Và đây chính là trợ lý ngôn ngữ mới của thầy Park các bạn nhé. Đây là người dịch tiếng Anh cho thầy Park. Và họ đang gặp nhau và trao đổi với nhau một số thông tin, giới thiệu với nhau nữa. Tiếp tục là tập tiếp theo. Và chúng ta thấy là phía bên này thì các cầu thủ chúng ta có vẻ đang đã đổ khuỵu hết xuống rồi. Có vẻ là khá là mệt. Xong một bài tập vừa xong. Phía số ta trước chúng ta sẽ là số 2 Trọng Hoàng các bạn nhé. Trọng Hoàng thì sau khi cưới đã trở lại đội tuyển Việt Nam rồi. Và Trọng Hoàng cầu thủ có thể hình thể lực rất là tốt. Và có lẽ là để đấu với các đối thủ như là Malaysia thì Trọng Hoàng rất là hợp lý khi có thể tranh chấp bóng rất là tốt và rất là khỏe các bạn nhé. Đó cũng là lý do tại sao mà Minh Vương bị loại, tôi nghĩ vậy.
tiếp tục là bài tập của thủ môn. Phía bên này chúng ta thấy thủ môn Tuấn Mạnh đang xoay trở rất nhanh. Bài tập thủ môn này rất là mới lạ, chúng ta chưa từng thấy ở trong các cái bài tập trước, cũng như là bên Hàn Quốc thì mình quay cũng không ngờ bài tập này. Đây là bài tập rất là mới các bạn nhé. Các thủ môn sẽ nằm xuống và xong rồi sẽ uốn người sang hai bên để bắt bóng. Phải nói là cần một kỹ thuật rất là cao mới có thể bắt được kiểu này các bạn nhé. Và người rất là dẻo nữa. Rồi giờ cùng xem tiếp tục đến là thủ môn Văn Lâm, chúng ta xem Văn Lâm đấy các bạn thấy không? Cái người phải xoay hai bên tiếp tục, rất là dẻo luôn, cực kỳ hay luôn. Văn Lâm đang thể hiện phong độ rất là chói sáng các bạn. Trên sân tập thôi nhưng Văn Lâm cũng nỗ lực rất là hết mình. Bởi vì lúc này phải nỗ lực tất cả mọi người đều phải nỗ lực thì mình có một cơ hội để ra sân cho đội tuyển Việt Nam. Khi mà ba thủ môn chúng ta đều đang rất xuất sắc. Tiếp theo sẽ là Bùi Tiến Dũng, chúng ta hãy cùng xem Tiến Dũng thể hiện ra sao nhé. Tuyệt vời. Như vậy là Tiến Dũng cũng không hề thua kém Văn Lâm hay là Tuấn Mạnh. Xoay trở hai bên rất mạnh, rất giỏi. Mặc dù chỉ là một chàng trai thủ môn rất trẻ của đội tuyển Việt Nam, nhưng mà Tiến Dũng đang thể hiện mình là một cái chốt chặn rất là vững chắc và đang thể hiện một sự tự tin rất là tuyệt vời. Cố lên chàng trai. Phía bên này là bài tập tiếp theo của chúng ta. Chúng ta thấy là Phan Văn Đức đang giữ trợ lý huấn luyện viên thầy Park. Có lẽ đây sẽ là tập với dây chun các bạn nhé. Đó sẽ là dây chun và di chuyển sang hai bên để truyền bóng bằng chân trái và chân phải luôn. Pha này khó quá, xa quá, rất là thú vị luôn anh em thấy không. Và các cầu thủ sẽ phải chạm mỗi người 8 nhịp các bạn nhé, sẽ có 8 nhịp chạm và chân trái 4 cái, chân phải 4 cái các bạn nhé. Đó. Chúng ta cùng xem các cầu thủ sẽ bị ra sao nhé với bài tập này. Đó, phải bắn được thử. Phía bên này thì Park đang yêu cầu Đình Trọng sẽ thử. Thầy Park đang đấy rất là nhiệt tình luôn, thầy Park vô cùng nhiệt tình, like thầy Park đấy anh em ơi. Trời ơi, dễ thương quá, thầy Park quá tuyệt vời luôn. Thầy Park yêu cầu các thủ tập luyện và bây bắt đầu nhá. Đấy, cùng xem Đình Trọng đá ra sao. Đó. Có vẻ những chiếc dây này đang kéo Đình Trọng lại và rất là khó để thực hiện kỹ thuật này. Và Đình Trọng rất khỏe luôn. Anh em nhìn nhỉ? Có vẻ Đức Trinh, trời Đức Trinh lôi lại không được luôn. Đức Trinh thánh lầy, Đức Trinh lôi lại không được luôn. Đấy, anh em thấy không? Rất thú vị luôn. Đây sẽ là một bài tập. Và bây giờ thì Đình Trọng và thầy Park đang làm mẫu cho cầu thủ khác xem đấy các bạn ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi tập ngày hôm nay với bài thi này nhé. Ok anh em. Và sau đó phải chạy hết một vòng sân nữa. Rất là thể lực rất tốt đấy, phần thể lực rất tốt. Bắt đầu nào, chúng ta cùng xem Công Phượng sẽ làm ra sao nhé. Đó, anh em thấy không? Rồi, và sau đó thì Công Phượng sẽ chạy một vòng qua một cái chướng ngại vật để trở về vị trí ban đầu của mình. Mỗi cầu thủ sẽ phải thực hiện 3 lần bài tập này các bạn nhé. Và đây sẽ là bài tập giúp cho thể lực chúng ta rất là sung mãn. Tiếp tục là bài bắt bóng bổng trên không. Chúng ta thấy là sẽ có 3 vị trí cùng thay nhau sút. Đầu tiên sẽ là vị trí ở giữa, sau đó sẽ là 2 vị trí ở hai cánh, cánh trái và cánh phải. Và các thủ môn sẽ phải di chuyển liên tục để có thể là thực hiện bài tập bắt bóng này sao cho chuẩn nhất. Tuấn Mạnh đang thể hiện những pha bắt bóng rất chính xác luôn. Chưa một lỗi nào cả. Rất xuất sắc, bắt dính liên tục. Trong một cự ly gần mà một cự ly sút mạnh như này thì Tuấn Mạnh đang thấy là mọi thứ rất tuyệt vời. Tiếp theo cho thấy Văn Hậu vừa làm một kỹ thuật elastico rất là dẻo. Có vẻ như phần chạy này rất là mệt. Chúng ta nhìn thấy là Công Phượng này và cầu thủ chúng ta đang có vẻ rất là bơ phờ sau cái phần chơi dây chun này. Vừa chuyền bóng lại vừa chạy tăng tốc một vòng sân. Tiếp tục là phần thể hiện của Đặng Văn Lâm. Chúng ta hãy cùng xem Văn Lâm bắt ra sao. Văn Lâm di chuyển rất tốt, anh em nhìn thấy chân Văn Lâm di chuyển rất là thăng bằng, rất là nhanh nhỉ. Đấy. Liên tục là những cú đẩy bóng vào. Nhưng Đặng Văn Lâm vẫn thể hiện một cú sút rất căng nhưng Văn Lâm vẫn bắt rất dính. Phải nói là Văn Lâm đang rất xuất sắc. Và tiếp theo sẽ là Bùi Tiến Dũng. Chúng ta hãy xem ở phần này Tiến Dũng bắt ra sao nhé các bạn nhé. Với một đôi giày mới và một đôi găng tay màu hồng mới rất là so cute. Rất dính. Tuyệt vời. Hơi khó, có vẻ như cú sút rồi mà bóng đi rất khó nhưng vẫn cứu được. Tuyệt vời Dũng. Hai cú sút rất là khó nhưng mà Tiến Dũng đều có thể giữ được bóng lại được. Mặc dù lực đi đấy, lực sút quá mạnh luôn. Quá mạnh. Và bây giờ chúng mình phải rời đi rồi các bạn ơi. Như vậy là sau 20 phút quay thì cả chúng tôi phải rời đi bởi vì hôm nay sẽ tập chiến thuật nên là các cầu thủ đây rất đông. Phải đến tầm khoảng 30-40 phóng viên nhưng mà đều đã bị thôi. Tạm biệt các chàng trai. Đang muốn quay nhiều thứ hơn nữa nhưng mà không thể quay được rồi anh em ơi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đừng quên bấm like và chia sẻ video ủng hộ cho Phúc nha anh em nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Và nhớ đăng ký kênh để xem clip tiếp theo nha anh em nhé. Có một nút chuông bên cạnh đấy anh em, bấm nút chuông đấy để có thể là
thấy clip mới ra là có luôn nhé anh em nhé. Bye bye cả nhà.